thời điểm mà meta Azir phù thủy lên ngôi, Yasuo thì bị tranh quá nhiều, cộng với việc Eco cũng bị nớp thì mọi người phải thử ngay đi con tướng đã từng làm mưa làm gió ở rất nhiều mùa trước và cả mùa này nữa. Không ai khác chính là Zed. The Unseen Blade is the deadliest. Xin chào các bạn, đây là series chơi cờ với nắng. Ngoài cặp Yasuo Kai'Sa mà mình đã giới thiệu với các bạn ở video trước thì meta này chúng ta không thể không nhắc tới couple Zed và Katarina song kiếm hợp bích. Đôi này đều có sát thương đa mục tiêu, sẽ giúp bạn dọn dẹp nhà đối thủ một cách nhanh chóng. Hơn thế nữa thì cả hai đều mang những tổng hệ có sức tấn công mạnh như là Iodia, vô pháp đồ tệ nó sớt, nên là chỉ cần có sức chống chịu đủ mạnh là lobby gọi bạn bằng bố luôn. Ok, giờ thì vào game luôn nhé. Legend mình chọn là Thần Bài và vùng đất mà game chọn là rừng kháng ma thạch, được vote bởi một ông tên ở tù 10 năm, nghe tên cái rắn ngang. Sau 3 ra quái đầu thì mình có một ít tiền, một đai, một cung và một giáp. Lõi đầu tiên là lõi bạc, rất hợp lý để mình đánh một bài reroll mà không sợ mất quá nhiều máu. Tất nhiên rồi, Panora úm mà là ra toàn đồ đẹp. Mình khởi đầu bằng việc up 4 và cho vào sân 2 can trường cộng 2 tech đấu để đép. Warwick của mình không bị focus quá nhiều, nó lại còn có quyền năng và hồi phục từ skill nữa thì quá đủ để sống sót và giành lấy chiến thắng đầu tiên. Mặc dù là mình có Zed từ sớm nhưng mà mình sẽ không đánh chuỗi thua kiểu Eco rồi comeback, mà mình quyết định là đánh Caro cho chất. Đây đây ông, một bầy hư không toàn 2 sao, thua gần như là nguyên sàn luôn. Đánh thêm một rỗi, đổi hai can trường bằng Zed với Zed để còn đi anh trai ở tù 10 năm đấm cho hụt hết cả hơi. Cũng đúng rồi, người ta level 5 rồi cơ mà. May là mình có tích được 10 tiền. Người có Pandora tầm này nhặt tướng chứ không nhặt đồ. Nhà có hai nó sắt rồi nên là làm thêm một tí Darius nữa cho xinh. Ui giời, họ hàng nhà nó sắt ra nhiều chưa. Thêm clip vào nữa để có form tiếp đầu game. Trả lại đồ cho Zed rồi bán luôn cả set đi để tích 20 tiền. Ông này cũng level 4 thôi nhưng mà ba con 2 sao lại còn max với nhau. Không giết được Bobby 1 sao là mình bị đấm nguyên nhà rồi đấy. Sau đấy thì cũng là một round thua thôi nhưng mà thôi đẹp hơn. Nhà kêu này thì mình ăn đấm có một chết thôi. Đập đá thì mình được khá là nhiều đồ, lắp ngay được huyết kiếm cho Zed và một mảnh găng để hướng đến vô cực kiếm. Dù vậy thì tầm này vẫn chưa ăn thua lắm, vẫn nguyên nhà vì gặp phù thủy đã có Squen 2 tanh quá là cứng cáp luôn. Ba cái lớp vàng nhưng mà không có lõi nào ngon, roll một phát có luôn huy hiệu đồ tể thì có quá đáng lắm không ạ? Lấy luôn chứ nghĩ ngợi gì nữa. Giờ thì F6 luôn rồi roll thì tấn đép chứ không đợi mất máu quá nhiều nữa. Z2, thêm 2 Katarina và 1 Darius. Ấn đồ tể cho Kata cầm luôn là mình có form bài 3 đồ tể, 3 Ionia, 3 Norsus, 2 Dũng Sĩ và 2 Vô Pháp. Chọn bài. Lúc này thì Pandora cũng đổi cho mình một cái crit phép và tất nhiên là mình dành nó cho Kata để Kata phụ đam Z rồi. Form phiếc ok, đồ đã ghép gần hết thì nhà khủng long này làm sao mà ăn được mình. Chúc khủng long của bạn trọng lớn nhé. 3.3 thì mình gặp tiếp một nhà chắc là định chơi hiệu trợ nhân hay là Kai'Sa gì đấy, nên là đang cho Kalista cầm đồ tạm. Chỉ có điều là quá nhiều một sao nên là bạn lại phải ăn đấm rồi. Mình có hai lựa chọn là Kata lên 2 hoặc là Darius lên 2, nhưng mà mình đã chọn Darius. Cái BF này về có lắp được vô cực luôn mà không cần phải đợi bố con thằng nào sắt. Zed không ra một cặp trong cửa hàng và khuyến mại thêm một cassette nữa. Mình rất vất vả với cái nhà hư không này. Manzaha cầm đồ không phải là vấn đề. Vấn đề là cái con cá sấu hai đồ on đi kìa, nó rất trâu, câu kéo rất nhiều thời gian. May là Zed vẫn khôn ngoan, nó đổi bóng và hạ gục đi carry của đối thủ. Sẽ mới chết. Tạm thời thì bài đã ổn, đồ cũng khá là ok, nên là mình sẽ đợi Pandora để biến Zeke cho Zed quậy căng nhất có thể. Nhìn Afe thế này đoán được ngay ai sẽ thắp lửa Winchick sau round đấu này luôn. Ao meta quá dễ ơi. Hẳn 5 con sói mà mới rớt được một mảnh đồ với ít ỏi tiền. Nghèo nàn thật chứ. Không thể để mất trích được vì dạo này thì các nhà đều sẽ lên đội hình. Kém như khó chịu mình cũng phải roll xuống 30 tiền. Colette 2 cộng 1 Z, còn Kata thì vẫn chẳng ra được như con nào. Cứ nghĩ là gặp gì rất vàng nên là mình đổi chỗ Z sang trái nhưng mà bất ngờ chưa. Gặp lắc pháp sư, tức là lệch bố đã pha rồi. Zen không móc được carry của đối thủ đã đành, còn bị lắc nó trưởng cho đùi cả con mắt luôn. Chính thức ghi tên vào sổ nghèo vì mất chuỗi. Lõi vàng thì không thể lấy ra cách xã hội được. Mình cũng không muốn chờ thêm đồ rơi ra từ trong gà hóa quốc để biến thành đồ ngon. Thế lại phải roll à? Đồng lòng đấu tranh, thêm một chút chống chịu cho Zed để không bị sốc chết bởi mấy cái con quễ phù thủy với cả hiệu chủ nhân. Nước bị 2 đấy. Roll tiếp thì mình có Kata 2, Zed thứ 7 và Klet thứ 6. Hết tiền thì mình check nhà xếp bài rồi, không chủ quan được. Nhà mình gặp round này là Azir và khủng long bé nhỏ. Zed phân bóng và hồi phục khá là nhiều khiến cho Azir không kích kệ gì. Lại còn hai đồ cho mãi không chết. Darius không cần lên 3 lắm nhỉ. Nhà lại còn đang nghèo nữa, bán đi roll kiếm Zed 3 dù không kiếm được con nào. Cô gái đứng đáy mới có 2 sao thôi nhưng mà Zed cho mình cũng thế. Zed nó đánh tất cả trừ Kama nên là bị Kama đấm cho không dám kêu câu nào. Kata bảo thế thì tao cũng chịu. Và thủy thần của mình bị ở tù 10 năm khó cho cháy cả người. Hôm nay chỉ cần Zed thôi nên là cứ con nào nhiều tiền nhất là mình lấy về để có thêm tiền roll. Đấy nhưng mà bán cả CMD vẫn không roll được con nào. Trung cảnh ngộ rồi, ông này chắc là cũng không roll được Azir. Nên là quân sư lắc mà Maza cầm đồ đép. Những người khốn khổ gặp nhau, tiếc là Maza của ông anh thiếu sát thương quá. Nên là chịu khó ăn đấm nhé. Trời ơi, ông này tanh bằng Yvray cầm rất nhiều Sori.
chắc là ông ý quên là nó chỉ có tác dụng trong 4 giây. Dì Hin Giác là sau cầm 3 đồ đam trông thì kinh đấy, nhưng mà nó chỉ focus vào một mục tiêu thôi. Z của mình nhẹ nhàng clear bớt chết để tạo khoảng trống cho Kata tiếp cận vào và ném dao vào mặt Dì Hin. Chiến thắng lại một lần nữa thuộc về mình. Cốt bay chim trả cho mình một ít tiền với cả một vài mảnh đồ. Ngay sau đấy thì mình lắp được luôn dây ke thứ hai cho Kalet và bàn tay cho Katarina, không cần phải chờ quá lâu nữa. Bằng 15 cước vàng cuối cùng thì mình roll được Kalet thứ 7 và Z chủ nhật, Z thứ 8, cả Kalet thứ 8 nữa nhưng mà chưa có tiền để bắt. Gặp lại cô gái đương đái, lần này thì Z vẫn được đường ngược lối nên là chưa gặp được Kama. Chỉ khác là sau khi bị câu kéo rất nhiều thời gian từ Sen 2 và các đồng đội bị hạ gục hết thì Z và Kata vẫn còn sống, cả hai đều có hồi phục và tiến tới hỏi tội Kama. Bắt Kalet xong còn 5 đồng trả hy vọng gì thì nó lại ra Z 3, được của nó. Không còn gì phải gấp gáp nữa thì mình xếp bài để cho các bạn yêu thấy sức mạnh của Z nhà mình đây. Nhà quân sư khi nãy giờ có form với cả có Azir rồi. Tuy nhiên là Kata không cho Hoàng đế sa mạc được chơi game đủ 30 giây. Kata kích hoạt nội tại vô pháp và lao ra sau, ném 3 con dao vào kết liễu Azir trong một nốt nhạc. Xuống sân bất lực khi bị đám đồ tể vây hãm đánh cho tơi bời khói lửa. Kata làm tốt nhiệm vụ ở ra vừa rồi nên là ra sau tự ra thêm một con nữa. Lên được 3 thì ok quá. Ông Afe định hách não mình. Dây cuối đổi chỗ Afe nhưng mà mình cũng đã đổi chỗ Z rồi. Tiếc là góc đẩy của bạn còn không có tanh đứng luôn. Thuận buồm xuôi gió cho Z của mình đi thẳng xuống chỗ Afe. Giáp lá cà đây thì Afe tay dài chịu làm sao nổi. Đám còn lại chỉ cố gắng để chủ nhân của mình mất ít máu nhất có thể thôi. Và đã thành công giữ lại một máu cho ông anh này. Úi xời, tao thích cảm ơn đồ tể ngon có. Ơ kìa, gì ơi, ông Afe sao lại lấy đồ tể. Mọi người comment một câu xem có phải là ông này cay mình nên là cố tình không. Chứ con lợn cầm ấn Targon với cả đồ tanh cho khu gót thì không lấy lên như thế nào. Tới lượt mình thì cũng chả có đồ gì ngon thôi thì bốc Senna 5 tiền để có tiền lên 7 Ron Kata vậy. Cái... các nhà sợ Z quá nên tách hết carry sang hai bên, mỗi bên một con rồi. Nhưng mà Z3 thì không tha cho ai. Mình tự tin xếp Z thẳng mặt Kama vì mình biết là nó đủ hồi phục. Và top 5 cho ở tù 10 năm con, chuỗi thằng 6 cho mình. Cút ra ngoài. Ông Surima này không biết là ăn ở như nào mà đen quá cơ. Ron 8 không được Azir 2, trong khi là các nhà Ron 7 bắt hết tướng rồi. Lắc cũng một sao chứ không hơn. Azir mạnh thì ai cũng biết nhưng mà gặp Z thế này thì cũng phải khóc thôi. Z mãi đánh đấm với cả Nasus tới tận khi xuống còn dưới 50 máu, vẫn dư sức xuống lấy cái đầu Azir. Đống còn lại thì cũng bất lực trước một con Z hổ báo như thế này. Rồng ngàn tuổi cho mình thêm hòm đồ. Nếu an toàn thì mình có thể lên 8 thêm quen kích mức 5 đồ tệ. Nhưng mà mình đã chọn Ron Kata 3 để bổ sung phần đam thiếu. Hơi buồn là có Kata thứ 8 chứ Kata thứ 9 thì ở đâu mình không biết. Nếu mà là các bạn thì các bạn sẽ lên 8 hay Ron Kata, comment ở phía dưới nhưng mình sẽ đọc đấy. Cái hòm này thì mình lấy cái cốc để bút cho Kata. 6.1 mình gặp team quân sư lắc hot meta lại còn level 9 full 2 sao vãi trưởng. Azir chọc rất nhiều vào Z, làm chúa tể bóng tối tức giận. Nó nhảy ra sau và chỉ sau hai cào Azir nằm xuống. Lắc ba đồ gồng gánh bằng rất nhiều đam. Nhưng mà Kata và Z vẫn không cho nó có cửa thắng. Nhà đấy trông còn lởm hơn. Hàng tanh cứng đấy nhưng mà lắc carry mà 6.2 rồi vẫn hai đồ này thì khó quá. Swain bị đám đồ tể bu vào. Z tiêu diệt đi Java, sau đấy là Ahri. Nó bị focus bởi lắc, nó kích hoạt nội tại và trả thù lắc bằng hai skill và hai đòn đánh thường. Taric sống tới cuối nhưng mà cũng không thể sống được lâu hơn. Lỡ rồi thì thôi roll tiếp. Mình tìm được Kata thứ 9 nhưng mà ra sau mới mua được. Azir 2 sao này thì Z là mình phải vất vả hơn để hạ gục rồi. Nhưng mà nhân lúc Z xử lý Azir thì Lắc đã kịp giúp gậy ra khó cả đôi Z và Kata luôn. Mình thua một chết còn 32 máu. Không sao không sao, Chúa phù hộ em. Chắc chắn là mình lấy ra kè vòng đi chợ rồi. Ông này định hách não mình, đổi chỗ Azir lên đầu cùng hướng với Lắc. Nhưng mà quá đẹp chỗ vì mình đã kịp đổi Z sang hướng bên đấy. Lần này thì còn thuận lợi hơn để hạ gục cả đôi Lắc và Hoàng đế sa mạc. Vì một phút lầm lỡ mà ông anh bị mình đấm cho cả qua 5 máu. Nhà còn lại gặp bóng của mình nên là cũng dừng chân ở top 3 rồi. Ronald kiếm Sen 2 Gwen 2 cho round đầu cuối cùng nhưng mà không được con nào cả. Lần này 1v1 biết chắc là sẽ gặp mình nên là ông anh chọn cách bo góc đội hình lại. Mình xếp Z sang bên phải để tránh giảm hưu từ Nasus. Nhưng mà ông anh xếp thế này đi khác gì là nộp mạng cho Kata đâu. Một dao là đi hết ba bố chết. Các tướng chim mồi đã chết. Zavan cũng chỉ kịp úp lờ một phát. Azir và Lắc focus và hai con tướng vô phát. Nhưng mà không lâu sau đấy thì Z và Kata đã lẩn ra sau kết thúc gọn gàng game đấu này. Top 1 cho ai thì chắc không cần phải nói đúng không ạ. Mình sẽ đánh giá sơ qua về đội hình này và mong là các bạn có thể góp ý cho mình để hoàn thiện hơn trong cách chơi nhé. Một là cần đồ cho Z và Kata và cần thêm cả Zeke để búp. Thứ hai là cần cho đỏ trong lúc roll nữa chứ đừng như mình không ai chơi mà tận 5.1 mới có Z3. Tiếp theo là phải chú ý xếp bài để counter carry đối thủ. Thứ tư là hạ chế chơi nếu mà có nhà chơi chung hoặc là 2-3 nhà chơi nó sớt để không bị mất Kata. Và cuối cùng là nếu mà có ấn đồ tẻ cho Kata cầm bổ sung down thì tuyệt vời quá. Các bạn có nhận xét gì hay là muốn mình chơi đội hình nào thì nhớ là comment ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc bạn leo đây vui vẻ.